trainer ạ, thì hôm nay chúng tôi có một chuyến khảo sát thiết kế ở khu vực xá gì nhờ em nhờ anh ạ? Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Đấy, thì chúng tôi phải đỗ ô tô cách đây khoảng hơn 1 cây. Bởi vì đường này không vào được, thì sau đây xin mời các bạn xem những con đường mà chúng tôi đi vào nhà gia chủ nhé. Anh Sinh, trưởng bộ phận khảo sát đang lái xe máy mượn xe của gia chủ để chuyển làm 2 chuyến các bạn. Chúng tôi thì có 4 người. À, các bạn nhìn thấy đường rất là bé không? Đấy, những cái chỗ mà một bên là sông này, một bên nhà ở và một bên là đường ô tô, đường này không thể đi được, xe máy còn đi rất là khó khăn. Cái Santo của chúng tôi là mong muốn đưa cái đẹp đến mọi vùng miền. Vì vậy ở những cái vùng mà rất là xa xôi như thế này và đường rất là khó đi, đặc biệt là ở mũi tận cùng của đất nước tỉnh Cà Mau, chúng tôi vẫn phục vụ với khách hàng. Thì hy vọng thông qua video này các bạn có thể hiểu hơn về năng lực của anh em chúng tôi. Tôi phục vụ thiết kế và thi công trọn gói 63 tỉnh thành. Và chúng tôi rất là mong muốn thông qua những hành động quyết liệt mà rất ít các cái công ty có thể phục vụ ở những vùng như thế này. Đó, họ chỉ chọn thành phố thôi, mà chúng tôi kể cả hải đảo, nông thôn, miền núi chúng tôi đều phục vụ hết. Rất là mong quý vị có thể là thay đổi tư duy, chúng ta làm nhà chúng ta cần phải có thiết kế. Mỗi một sản phẩm của Kisato của chúng tôi lên đẹp sẽ giúp cho rất là nhiều người thay đổi tư duy để có một cái ngôi nhà đẹp hơn, và từ đó đất nước chúng ta có nhiều công trình đẹp hơn các bạn nhé. Rồi, tí hẹn gặp lại các bạn ở khu đất của nhà gia chủ nhé. Vâng, tôi đang ở nhà gia chủ và gia chủ có một cái cây rất sai. Gia chủ bảo là thích hái quả nào thì hái. Thì bây giờ tôi sẽ trổ tài một chút trèo cây dừa xem là có khó khăn không các bạn nhé. Đây thì tôi chưa trèo được trèo cây dừa bao giờ đâu các bạn. Đó. Trèo cây dừa mà anh, trèo thang rồi. Không, bây giờ phải trèo thang anh chị ạ. Rồi. Đấy, các bạn thấy này, quả dừa rất là như thế này, thế thì không biết là giờ hái kiểu gì nhỉ.